còn đem theo cần câu không hả mẹ? Mẹ ơi, con đem theo vợt để bắt côn trùng nha mẹ. Mẹ ơi, con đem theo con robot này được không mẹ? Không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị cho đốm đầy đủ hết rồi. Đốm chơi với các bạn vui nha. Đi cắm trại là đi cắm trại, la la la, đi qua là vui. Ba mình nói là phải dựng như vậy nè. Không phải đâu, hôm bữa thầy giáo chỉ khác mà. Theo mình như vậy mới là đúng nè. Thôi hai bạn làm đi, mình không có làm nữa. Không giận thì tụi mình giận. Bụng bự dễ giận ghê. Đốm ơi, hình như có tiếng bụng bự kêu cứu đó. Đốm, tay to, cứu mình với. Đốm, tay to, cứu mình với. Đốm, tay to, cứu mình với. Làm sao lên được bây giờ mấy bạn? Tụi mình phải làm sao bây giờ? À, hay là mình chạy đi kêu người lớn. Giờ mà đi kêu người lớn, lỡ như cọp tới thì sao? À, có rồi, phải tìm một sợi dây. Nhưng tụi mình đang ở trong rừng, tìm đâu ra dây đây? Đi theo mình. Bụng bự đợi tụi mình xíu nha. Tụi mình nhất định sẽ cứu được bạn. Công nhận đốm giỏi ghê á. Vậy mà mình không nghĩ ra. Bây giờ mình cột lại. Như vậy là có dây để cứu bụng bự rồi. Bụng bự nắm chắc dây. Mình về tay to sẽ kéo bạn lên nha. Cố lên. Cảm ơn đốm và tay to nhiều lắm. Không có hai bạn, mình không biết làm sao để leo lên được nữa. Chúng mình là bạn mà, bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đúng rồi đó, là bạn bè thì phải giúp nhau. Mà nè, bụng bự từ nay ăn ít thôi nha, nặng quá chừng à. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền làm gì được mình. Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chiều, mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòn nghĩ chơi làm chi. Bây giờ đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, vừa mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm.
mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đốm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn đòm còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Chị về nha. Tạm biệt chị. Bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. À ha, bữa nay có bê bê chơi với anh vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu. Bằng chiêu. Ôi, bê bê chơi robot nữa đâu. Mình chơi lấy bye bye nhanh đốm. Bê bê rồi anh chỉ cho. Bê bê biết điều khiển mà. Bê bê chơi từ nãy giờ rồi. Cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà. Đó, thấy chưa? Anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Chơi với ba không chơi chúng nào. Em đi chơi trò khác đây. Không hết. Trò này cũng không hết. Bê bê đừng dứt rồi chơi lung tung nữa. À. Bê bê. Anh đốm đẩy xe cho em nữa đi. Bà bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu. Anh đốm đẩy đi, anh đốm đẩy đi. Bê bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? Bê bê, ai cho em lấy màu nước để chơi hả? Đưa đây cho anh. Đây vui vui mà. Em không trả đâu. Đưa đây. Cô anh đốm đánh con. Sao đốm lại đánh em? Dạ vậy bê bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ vì bê bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê bê, anh đốm nói đúng không con? Dạ. Dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy. Vì con là anh của em mà. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em lão phụ anh đốm nha. Anh đốm bê bê xin lỗi. Lần sau bê bê sẽ không như vậy nữa. Bê bê sẽ nghe lời anh đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê bê nữa. Hai anh em mình chơi thật vui ha. Yeah.
nữa rồi. Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này đốm chưa tới nữa? Hẹn 8 giờ mà. Có khi nào đốm quên không ta? Không đâu, tối hôm qua đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa. Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi, hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Hả? Chết rồi, 10 giờ rồi, tao tới với bụng bự. Hôm nay đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bụng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh, nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi, mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó, biết lỗi rồi mà, mình ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Ủa, cái là cái gì vậy? À, mẹ mình nói cái này là con mù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó, lũ chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không căng lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngoan chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào đốm. Tại bài khó quá. Con muốn ra ngoài để thư giãn một chút không à. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi. Rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con.
con cảm ơn mẹ. Đúng rồi, bạn giúp mình với, cái này nó nặng quá à. Dạ. Một, hai, ba. Dạ. Dạ. Nặng quá. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Chụp nè. Ngon thiệt. Đúng, giúp mình mang thức ăn ra đi nào. Giơ tay lên. Không giỡn với các bạn đâu nha. Thức ăn thì tôi da tôi dài lắm. Mẹ ơi cứu con. Tên xa rác, đừng bỏ trốn. Mục tiêu đã bị bắt. Mục tiêu đã bị bắt. Các ngươi là tù nhân mới của hành tinh tươi xanh, với tội danh vứt rác bừa bãi. Đây là trái đất, ông không có quyền bắt chúng tôi. Vứt rác ở đâu mà chẳng như nhau. Thật không có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng. Tiêu rồi, vĩnh biệt trái đất. Nhốt chúng vào nhà giam rác bẩn. Họ nói xạo, phòng sạch vậy mà. Trời rác, cứu mình chơi, mình chết rồi, cứu mình chơi. Mai đưa tay cho mình nào. Hi, thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Cả hai dậy đi nào. Về thôi. Dậy, dậy. Ui da, rác đè, chứ phải chuột cắn lỗ tai đâu ta. Thật kinh khủng. Nói gì mà mình không hiểu gì hết à. Dọn sạch chỗ này trước khi về nha. Không thì thành tù nhân của hành tinh tươi xanh đó. Trời đất ơi, nóng quá. Có cách rồi. Thích quá, mát quá. Đúng, sao con không tắt đèn và quạt? Dạ, chút nữa con lên mà mẹ. Sao con lại mở toang tủ lạnh ra vậy? Dạ, con mở cho mát. Con phải biết tiết kiệm điện chứ. Cúp điện rồi.
con ra ngoài chơi cho mát nha mẹ. Trời nóng quá, không chạy nổi nữa rồi. Ồ, mệt quá. Về nhà tắm thôi. Ừ. Con làm cái gì mà nước tràn ra ngoài ướt hết cả nhà vậy hả? Hết điện rồi đến nước, con phải biết tiết kiệm chứ. Dạ, con xin lỗi. Nhiều nơi trên thế giới vẫn còn khan hiếm nguồn nước sạch và vẫn chưa có nguồn điện, khiến cho đời sống sinh hoạt vô cùng khó khăn. Tội nghiệp họ quá mà. Chính vì vậy nên Đốm càng phải biết tiết kiệm điện và nước hơn nha con. Dạ, bây giờ con hiểu rồi mẹ. La 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 la. Chán quá, không có gì vui hết á. Nhưng biết làm gì bây giờ? Mình có chỗ nào khác để khám phá không ta? Chỗ này đi hết trơn rồi. Để mình suy nghĩ. Có rồi. Wow! Ôi, phòng nghiên cứu của ba Đốm thật là bự. Ôi, có cá nữa nè. Ừ, mà sao hồ cá lại không có nước? Ủa, sao mà hoa mà biết nhảy múa nữa kìa? Lạ ghê. Mấy bạn thấy thích không? Hơi lạ, nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng không lẽ Đốm dẫn là tụi mình đến đây chỉ để xem cái phòng nghiên cứu của ba Đốm thôi sao? Đúng rồi đó. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Đây rồi. Đâu? Cho mình coi với. Công thức chế tạo. Hay bạn làm theo công thức đó xem như thế nào? Để mình thử. Hình như sắp được rồi đó. Nhưng đâu có thơm đâu. Chưa xong, còn một thứ nữa. Còn thứ này nữa. Ôi, thơm quá. Cho mình hửa với. Mình nữa. Ba về rồi nè Đốm. Đốm ơi, con đâu rồi? Ba đứa đang làm gì vậy? Con. Có phải lại phá đồ của ba phải không? Dạ tụi con. Các con có biết tự vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không? Dạ, tụi con xin lỗi ba. Còn thêm quậy phá đồ đạc mà mình không biết sử dụng là cực kỳ nguy hiểm. Dạ, tại bạn Đốm nói. Cả ba đều có lỗi nên không cần đổ lỗi cho nhau làm gì. Bác phạt hết cả ba cho bỏ tật phá đồ đạc nguy hiểm. Con xin lỗi. Chán quá, lúc nào cũng hào hào. Hmm.
đằng nào thì cũng không tập trung nổi. Thôi, để mai làm. Dạ. Chào mẹ. Đúng, làm xong bài tập chưa con? Dạ, hôm nay ngày nghỉ mà mẹ. Để mai con làm. Đó, như vậy nè. Như vậy nè, bụ bự hiểu chưa? Ra đi chơi mà ta to với bụng bự đêm theo bài tập làm cái gì vậy không biết. Tại mấy bài này khó quá à. Để mai làm cũng được mà. Mình chỉ cho bụng bự một chút rồi chơi nha. Ta to chỉ đi, mình đi chơi trước đây. Đến thì tắm rồi xuống ăn cơm nha con. Dạ. Người con bây giờ buồn ngủ. Nhưng còn đóng bài tập. Thôi đêm mai làm cũng được. Một tiếng là xong hết. Các em mở vở ra để thầy kiểm tra bài tập. Đốm không làm bài tập, phạt đứng trên bảng. Đốm làm biến quá. Bị phạt xấu hổ quá à. Thì ra là mơ. Trời ơi, 10 giờ rồi mà mình chưa làm bài tập nữa. Chết rồi, bài tập nhiều như vậy làm sao mà làm hết đây. Biết vậy mình không đi chơi. Đúng là việc hôm nay ông được để ngày mai mà. Mình không muốn bị phạt như trong giấc mơ đâu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, đồ chơi và chuyện tranh của con đâu hết rồi mẹ? Mẹ bỏ đi hết rồi. Nhưng tại sao? Do con ham chơi quá, không chịu lo học. Thầy giáo mới gọi điện thoại cho mẹ sáng nay. Nên mẹ đã dọn hết, đem cho em Su Su của con rồi. Không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không chịu đâu, tranh đồ chơi và chuyện tranh cho con. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ đi học nhanh lên. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại. Con mới nhà nữa, mẹ không thương con. Con mới nhà nữa, mẹ không thương con. Mẹ không có thương mình gì hết. Mình không muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con vì muốn nó học tốt hơn. Ai ngờ nó lại bỏ nhà đi. Bây giờ anh và em chia nhau ra tìm thằng bé. Khi thấy nó thì báo cho anh hay nha em. Sao nơi này bị quen vậy ta? Sao giống nhà mình hồi trước vậy? Em đi ngủ trước đi, để anh chăm con giùm cho em. Anh cứ đi ngủ trước đi,
con nó bệnh như vậy sao mà em yên tâm ngủ được. Ồ ơ dí dầu cầu dám đóng đinh. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy. Cũng tại em mà con nó mới bỏ nhà đi đó. Mẹ ơi, con có sao không con? Mẹ lo quá, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ, con nó hiểu sai về mẹ. Thôi, con nó về là mừng rồi em. Con đói rồi phải không? Về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Con thương ba mẹ nhất trên đời. Trời rụng lông luôn mà xe còn chưa tới nữa. Chờ xíu đi, xe từ qua xa lắm chứ bộ. Chắc là sắp tới hả? Đốm, Đốm, con nhớ ra bến xe lấy đồ bà ngoại gửi lên đó nha. Dạ dạ. Ủa, mà xe số mấy vậy Đốm? Chết rồi, lúc nãy mày nói gì quên hết trơn rồi. Trời ơi, ý bạn là nãy giờ mình chờ cũng như không hả? À, thì năm ngoái mình nhận đồ từ cái xe màu đỏ. Bạn có biết bến xe này biết bao nhiêu là chiếc xe màu đỏ không? Thôi chạy về nhà Đốm thiệt nhanh rồi hỏi mẹ Đốm đi. Mình ngửi thấy có mùi gì đó, mùi làm mình điên lên gì đó. Hả? Mấy bạn biết mình đang nói về cái gì không? Sao lại cứ giả ngơ đi? Là mùi bánh tét của bà ngoại. Đúng rồi, là bánh tét ngon nhất qua đất. Chỉ cần ăn một lần là ghi luôn. Bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ quê lên bụng của tụi mình thôi. Chuẩn luôn. Chiến đi mấy đứa.
Mấy bạn gọi đó là bánh tét hả? Nhìn cao thủ nè. Khí công bánh tét chuẩn. Cao thủ. Không ngờ bụng bự biết chiêu này, lợi hại thiệt. Không dám. Chẳng qua về việc ăn uống thì bụng bự đây chưa từng ngán đứa nào cả. Ngon quá. Đói quá thì khổ, mà no quá cũng chẳng sướng gì đâu. Ủa, nhưng mà mẹ đứng dặn là đi lấy đồ, mà tụi mình lỡ ăn hết rồi, tính sao giờ? Hết đâu mà hết, còn một cái bánh mình chưa ăn nào. Không lẽ nói mẹ là bà ngoại gửi lên chỉ có mỗi một cái bánh thôi hả? Tại tao nói đúng á, bánh tét không tự nhiên sinh ra và mất đi. Cái nào lỡ ăn rồi thì không ói được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Trời ơi, nó mà không đem đồ về là sẽ bị đánh tét đít luôn á. Đánh tét đít. Nãy giờ bạn ăn bánh tét quá chừng còn gì nữa. À, từ nãy giờ mấy bạn cũng ăn chung á nha. Đặc biệt là bụng bự ăn nhiều nhất á. Mình không biết gì hết. Thôi, đừng có cãi nữa, mình nghĩ ra cách rồi nè. Ờ, đúng rồi tay to, đỡ mình dậy rồi, hai đứa mình cùng chạy thiệt lẹ. Kệ đóm đi. Định luật bánh tét không tự nhiên sinh ra. Vậy thì mình phải tự làm bánh tét thôi. Hả? Làm bánh tét? Đúng, nguyên liệu vỏ bánh đã đủ chưa? Báo cáo, nếp dẻo, lá chuối, dừa khô, dây buộc đã sẵn sàng. Bụng bự, nguyên liệu nhân bánh thế nào rồi? Báo cáo, đậu xanh, thịt mỡ, hành lá, hột vịt muối đã sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta phải bắt đầu gói bánh thôi. Rõ. Ủa, mà gói thì sao? Cả đám có ai biết gói bánh đâu. Đừng có nhìn mình. Đó giờ mình chỉ biết ăn thôi, không có biết gói đâu. Hay là mình gói đại đi, lấy phần vỏ bánh bọc ở ngoài, phần nhân bánh nhét vô trong, gói lại rồi đem nấu lên. Đúng rồi á, làm đại đi. Nổi lửa lên mấy bạn. Vô vô. Bập bùng bập bùng bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng bập bùng. Yeah, chín rồi, mở nắp ra đi. Thôi sao? Chắc không sao đâu đớm. Một lát nói mình đi xe xấu quá nên bánh tét bị bể. Mấy đứa đi đâu mà bây giờ mới về vậy? Đi lấy đồ gì mà đi cả ngày hả? Người ta mang bánh tét tới tận nhà của mình được kìa. Thôi, vô nhà đi mấy đứa, mẹ cắt bánh tét cho ăn. Hả? Đứa nào ăn hết nguyên xe bánh tét của tôi? Đúng là không nên ăn những thứ mà không phải của mình mà. Sên kìa. Hồi xưa người ta nói chậm như rùa mà, giờ mình mới biết chậm như ốc sên đó. Có khi á,
còn chậm hơn rùa nữa chứ. Mấy bạn vô duyên vừa thôi, không thấy option đeo cái vỏ to đùng trên lưng hả? Sao? Mình mà có đeo cái vỏ bên lớn như vậy nè, cũng chỉ nhanh hơn nhiều. Đúng luôn, mập như mình còn chạy nhanh hơn nữa. Mà mình nghe nói á, nếu rắc muối vào ốc sên thì nó sẽ sủi bọt mà chết đó, thử không? Tự tin quá ha. Ủa, bây giờ đâu phải là Tết đâu mà thần tài xuất hiện. Hễ có chuyện bất bình là ta xuất hiện. Bộ ham lì xì lắm hay sao mà gặp ta là nhớ Tết? Ủa mà ở đây đâu có chuyện gì bất bình đâu không? Ở đây có một vụ ăn hiếp vừa diễn ra. Nạn nhân là chú ốc sên nhỏ. Ôi ôi, mấy ông thần nhiều chuyện quá à. Mâm nào cũng có mặt ổng hết á. Ta có nghe nói các ngươi tự tin chạy nhanh hơn ốc sên có đúng không? Được, ta sẽ cho các ngươi thử sức. Bây giờ hai ngươi thử đua với ốc sên xem ai về đích đầu tiên sẽ được một điều ước từ ta, còn thua sẽ phải nhỏ như vậy suốt đời. Ta và tai to ở đây sẽ làm khán giả xem ba ngươi đua. À quên, còn thiếu cái vỏ nữa mới công bằng chứ. Bây giờ thì xem ai nhanh hơn ai nha. Được, đua thì đua, sợ gì? Chết rồi, hồi nãy hồ theo đốm nói chi, chứ giờ phải chạy gì trời. Bụng bự như vậy sao không chạy nổi? Các thí sinh đã chuẩn bị chưa? Xuất phát. Đốm, đốm, lật mình lại với. Lật mình lại với. Đốm, đốm. Không được đó bụng bự, mình phải chạy về đích. Mình không muốn nhỏ như vậy cả đời đâu. Hai tên này ngoài trêu chọc người khác ra còn ích kỷ nữa. Tới khu vực trải thảm rồi, thảm dày quá, băng qua luôn hay là đi đường vòng đây? Không một cách nào khác, phải băng qua luôn. Mày mua xe thảm gì mà dày quá vậy trời. Đây còn khó nữa, làm sao mà chạy đây? Vì không có chân nên mình luồn lách qua những sợi thảm này dễ nhăn bánh gì đó. Bye bye nha, hẹn gặp ở giặt đích. Bạn nhớ nhanh ở lúc luồn lách thôi, chứ là mày kia hả, mình sẽ vượt bạn nha mà coi. Chết rồi, ốc sên biết tận dụng lợi thế của mình là cơ thể không có xương, luồn lách dễ dàng, còn đốm tự chui vào địa hình gây bất lợi cho mình rồi. Thú vị lắm, mới bắt đầu thôi mà cuộc đua đã thú vị rồi. Không ổn rồi, bị bỏ lại như vậy mình sẽ thua cuộc mất, phải tìm cách khác thôi. Kiến đen ơi, kiến đen, bạn chở mình một đoạn được không? Tôi còn phải đi kiếm ăn nữa, đâu có quẩn mà đi giúp người dân. Chở giùm tôi về đích đi, chừng nào tôi bự trở lại á, tôi sẽ trả bạn một cục đường. Bốn cục? Ba cục? Hai cục, chở hết cái thảm này thôi đó. Rồi, đồng ý, hai cục chở hết thảm, bạn trả giá còn ghê hơn mẹ mình đi chợ nữa. Thời buổi khó khăn, ai cũng phải giảm cân, ăn ít, nên đồ ăn dụng khó kiếm lắm, bạn có biết không? Sẵn sàng chưa? Mình chạy nhanh lắm á, bám cho chặt đó. Biết rồi, có tận 6 quái cẳng nên chạy nhanh lắm đúng không?
Hồi đó còn lớn, thấy kiến chị chậm rì à. Bây giờ nhỏ lại, mới thấy kiến chị siêu nhanh luôn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhớ hai cục đường đó nha. Được rồi, đón nó trở lại lần đuôn. Bụng bự đã trở lại đường đua. Mọi người hãy xem đây. Mệt quá à. Chạy gì nổi nữa mà chạy. Thần tài ơi, con tận dụng chiếc xe đồ chơi được không ạ? À? Cũng được. Xài được cái gì thì cứ xài đi mấy đứa, xả láng luôn. Kiểu này mình thắng chắc. Mình nói mà, bạn chạy đường trường làm sao lại mình. Cuộc đua này mình thắng chắc rồi. Ui da, ở đâu có cái tủ vậy nè à. Tao mới dời ra để tăng độ khó đó. Vạch đích ở ngay sau cái tủ. Còn không mau chạy đi, ở đó mà càm ràm. Sao đây ta, tủ này không chui lọt ở dưới rồi, cũng không leo qua được. Vậy chỉ còn cách chạy vòng qua thôi. Leo tường cũng biết nữa hả? Sao cái gì cũng biết hết trơn trời. Trời ơi, mình đi được trên mọi địa hình luôn mà. Cái tủ này có lạ gì đâu. Leo qua tủ thì sẽ nhanh hơn, nhưng phải leo xuống nữa. Nếu mà chạy vòng nhanh á thì sẽ đuổi kịp. Kịp rồi, bây giờ mình leo xuống á thì mình cũng đã đuổi kịp rồi. Trời, không ngờ ốc xanh cũng can đảm ghê luôn á. Thấy dập đất rồi, tiến lên một xíu nữa thôi. Ôi không, văng mất cái bánh xe rồi, làm sao mà chạy. Dừng lại, đừng có đè lên bạn của con. À, khó khăn lắm mới được một điều ước, con không ước gì cho bản thân mình sao? Dạ không, đáng lẽ ốc xanh đã thắng nếu lọ muối không dở ra trước vạch đích. Ồ, còn gì nữa không? Con đã nhận ra mỗi người đều có ưu điểm riêng. Ốc xanh tuy chậm chạp nhưng leo tường rất giỏi. Đớm giỏi lắm. Ta thưởng thêm cho con một cái bánh kem nữa nha. Bánh kem nhỏ quá, chỉ đủ mình con ăn thôi. Phải chi á, ông biến tay to nhỏ lại để cùng ăn nữa. Ý kiến hay lắm. Vậy tất cả cùng ăn bánh kem nha. Trời ơi là trời, cái gì mà tập bài dài dữ vậy? Ủa sao mình dở vậy ta? Nghỉ tận 2 ngày lần mà. Xem mặt hình, sáng mai làm tiếp là xong. Dở vậy ạ? Xem hết hoạt hình này, đớm nhớ làm bài tập đó. Nhưng mà mẹ, còn có phim mặt hình mèo con thông minh nữa mà. Bài tập hồi chiều, ai than phiền như núi vậy ta? Mẹ yên tâm, con nghỉ tận 2 ngày lần mà. Lại để nước đến chân mới nhảy. Mẹ cứ yên tâm đi, con làm một loáng là xong ngay mà. Giờ đếm đi đá bóng, chút về xử lý mấy bạn sau nha. Mẹ ơi, con đi đá bóng chút xíu nha mẹ. Đếm, con làm bài tập xong chưa đó? Tí về con làm ngay mẹ, con đi nha. Bụng bự, rõ ràng hiện đến đây đá bóng, mà mấy hai bài tập là sao vậy? Mấy bài tập này đâu có hiểu đâu. Giờ nào việc đó, bạn không nhớ quy tắc này hả?
Mấy bài này dễ lắm, mình hướng dẫn bụi bụi nhanh rồi chơi bóng cũng được mà Đốm. Tay to chỉ đi, mình chơi bóng trước đây. Đốm có sao không? Không chơi nữa, đá bóng chén òm. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ? Có rau câu dừa trong tủ lạnh đó con. Wow, ngon quá à. Con làm bài tập xong hết chưa? Mai đi học rồi. Lát không làm. Ừ, ăn nhanh lên phòng làm bài, xong đồ chơi gì cũng thoải mái. Mẹ xem nào, con là siêu anh hùng. Bài tập là chuyện nhỏ, một loáng là xong ngay. Siêu nhân mà không làm bài tập thì cô phạt mất mặt lắm đó. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Rau câu dừa đúng là số 1. Đốm, làm bài tập đi rồi chiều ba mẹ đưa qua sinh nhật bà ngoại. No quá chừng luôn. Chừng bài đó hả? Làm chừng một tiếng là xong ngay. Ngủ chút dậy làm bài cũng được mà. Đốm ơi, con đã thay đồ chưa? Mình đi qua nhà ông bà ngoại thôi con. Mau lên con, ba chờ dưới nhà kìa. Ủa, còn sớm rồi mà. Gần 6 giờ rồi. Hả? Vậy con ngủ từ trưa tới giờ hả? Con chết rồi. Đốm nói năng lung tung không? Thay đồ đi, ba mẹ chờ con. Nhưng con, con vẫn chưa làm bài xong. Con chưa làm bài tập. Con ngủ quên. Đốm, con hư quá. Không nề nếp kỷ luật gì hết. Hôm nay ở nhà làm bài tập, không có đi đâu hết. Hôm nay ba mẹ phạt con ở nhà làm bài. Ba mẹ đi đây. Con biết lỗi rồi. Ồ, đau bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Ồ, dưa hấu trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đốm, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho Đốm hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đốm đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè. Ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ Đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi. Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. À, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốm không dám dùng dao. Vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá.
xém xíu là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Đây là đâu vậy? Ai lấy chó mình như vậy chứ? Đừng hỏi vô ích. Tại sao chứ? Ngươi đang làm gì ta vậy hả? Vì bạn sắp lại thức ăn cho ác điểu rồi. Cái gì chứ? Mình không chịu đâu. Đốm ơi, tay tôi, cứu mình với. Để ta vệ sinh cho sạch sẽ trước khi chết nha. Tránh ra, tránh ra. Ta không cần, ta không cần. Ngươi la vô ích thôi. Thôi chết rồi, mình mạnh tay quá. Tết bên đây ở đâu đây? Hình như mình bị trúng phép thuật của ác điểu thì phải. Tên ác điểu kia, ngươi đừng hòng chiếm lấy nhà của chúng ta. Lũ chim chết tiệt. Ngươi biết sợ chưa? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của ta. Dám chống lại ta sao? Hả? Ngươi không sao à? Ta sẽ trả thù với các bạn của ta. Ui da, ui da. Ngươi cũng được lắm. Vậy hãy xem tuyệt chiêu cuối của ta. Nè, chim nhỏ, ngươi không sao chứ? Không sao, để em cứu anh. Cảm ơn chim nhỏ nha. Nhanh lên, em sẽ đưa anh thoát khỏi đây trước khi tên ác điểu đó quay trở lại. May quá, may quá. Nhanh lên anh à, nếu không sẽ không kịp đâu. Các ngươi định trốn đi đâu vậy? Đi trốn tên ác điểu chứ sao? Hả? Hết đường thế rồi anh ơi. Đốm ơi, tê tôi, cứu tụi mình với. Tê tôi, đốm ơi, cứu tụi mình với. Ngươi dám đánh lén ta? Dám ăn hiếp bạn của ta? Được thôi, vậy hãy xem ta đây. Nó khỏe thì mình không đủ sức rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi, ta đùa với các ngươi đủ rồi. Đến lượt ta đây. Mà ra nông nổi như vậy nè bụng bự. Mình xin lỗi, mai mốt mình sẽ không trèo cây nữa đâu. Thôi, bạn ấy biết lỗi rồi, đừng lại bạn ấy nữa. Chim nhỏ, em có biết điểm yếu của hắn là gì không? Hắn rất là mạnh. À, em nhớ rồi, hắn có bộ điểm rất yếu. Là gì? Em nói đi. Hắn rất là sợ mùa mít chín. Mỗi lần nơi này có mít chín bay mù lên là hắn bị đau đầu và không còn sức mạnh nữa. Hay quá, anh thấy dưới kia có một cây mít chín phải không? Nhưng làm sao chúng ta trở xuống kia được mà hai? Mình có một cách. Cách gì? Các bạn tránh ra, để mình. Tên ác điểu kia. Ngươi muốn chết trước à? Ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Ngươi có tuyệt chiêu gì mà đòi đánh với ta? Ta có một
một chiêu khí công vô cùng lợi hại. Được, ta cho ngươi một cơ hội trước khi chết. Khí công thần sầu vô địch thủ. Hắn thua rồi. Đốm, tê to, chim nhỏ, các bạn có sao không? Hả? Sao bạn lại lợi hại vậy? Vì lúc nãy trên cây mít, mình đang mít chín trên cây. Hèn chi khí công của bạn mùi không chịu nổi. Thank you.